Hiện tại mình đang đi ăn bún cá ru. Chin chin. Chào mọi người, mình là Trái. Hiện tại thì mình đang đi bảo tàng lịch sử để khám phá về lịch sử của nước nhà. Thật sự mà nói, chưa bao giờ mình nghĩ là sẽ vào bảo tàng lịch sử, vì ở trường lớp, lịch sử luôn được dạy qua những hình ảnh máu me, tranh chấp, xung đột, không mấy đẹp đẽ cho lắm. Cho tới khi tòa nhà này gây được sự chú ý đặc biệt với mình. Bảo tàng lịch sử được xây dựng theo lối kiến trúc Đông Dương cách Tân. Mặc dù mang những chi tiết đặc thù kiến trúc Pháp, ở phần giữa bảo tàng có một cái khối bát giác với bốn quả cầu nhỏ dần và đặt chồng lên nhau ở phía trên. Điều này tạo nên một sự kết hợp rất là hay giữa hai nền kiến trúc Á và Âu. Bên ngoài thì đẹp đó, vậy còn bên trong thì sao? Hệ thống trưng bày ở bảo tàng có hai phần chính. Phần 1 là lịch sử Việt Nam từ thời tiền sử đến hết thời Nguyễn và được chia nhỏ ra theo các triều đại chính như các bạn có thể thấy ở đây. Phần 2 là văn hóa phía Nam Việt Nam và một số nước châu Á. Điểm đáng khen đầu tiên ở bảo tàng lịch sử là không gian trưng bày rất là đẹp. Mình cực kỳ bất ngờ khi thấy mỗi phòng trưng bày đều được đầu tư cực kỳ kỹ lưỡng về mặt thiết kế và từng phòng đều có một thiết kế riêng. Bất cứ góc nào cũng là một góc chụp hình check-in hoàn hảo. Mình cam đoan những bạn yêu thích sự thẩm mỹ và học về thiết kế sẽ có trải nghiệm cực kỳ đáng đồng tiền ở bảo tàng này. Đây là chiếu giày đồ được đi ra lại với tông màu đỏ siêu đẹp. Trước mặt các bạn là căn phòng của nhà Trần, cũng là căn phòng mình ấn tượng nhất. Sơn tường đỏ sẫm kết hợp với các gian trưng bày xanh lá cây và vàng đậm tạo nên một căn phòng rất là bắt mắt nhưng không hề chói mắt. Một tràng pháo tay cực lớn cho người phối màu căn phòng này. Đây là loa thời Trần. Hay chưa? Đây. Còn đây là cọc bạch đàn đồ thật vì thật. Hiện tại mình đang ở trong một căn phòng rất là đặc biệt, vì tất cả những đồ ở đây là đồ sưu tập của ông Vương Hồng Sển. Kinh chưa? Không chỉ đẹp mà bảo tàng lịch sử còn làm rất tốt vai trò phổ cập kiến thức lịch sử cho du khách tham quan thông qua các hình ảnh sinh động. Ở Việt Nam, có rất nhiều học sinh ghét sử, trong đó có mình, vì cách học truyền thống quá là khô khan. Chúng ta luôn bị học sử bằng cách nhồi nhét vào đầu những thông tin chiến tranh xấu xí, đẫm máu, thông qua những tờ giấy trắng mực đen không cảm xúc. Trong khi đó, khi bước vào bảo tàng lịch sử, những thông tin khô khan này được chuyển thể thành những vật thể với giá trị thẩm mỹ cao, thông qua hiện vật, thiết kế nội thất và thiết kế đồ họa. Lịch sử sẽ trở nên thú vị và dễ nhớ hơn rất nhiều khi sách giáo khoa được in màu và thiết kế tỉ mỉ. Các sự kiện lịch sử được thể hiện bằng mô hình. Các chi tiết lịch sử được trưng bày và sắp đặt bắt mắt. Và chúng ta được đi lại để chiêm ngưỡng thay vì ngồi chết trên một cái ghế. Rồi. Mở chưa? Rồi mở đi. Yeah. Các bạn có nhớ cái cảm giác chán kinh khủng hồi bé khi được dẫn vào những nơi liên quan đến lịch sử không? Trong chuyến tham quan này, mình bắt gặp một cặp vợ chồng đang dẫn theo hai đứa con. Bằng một lý do gì đó, bọn nhóc rất hào hứng tham quan và ngắm nhìn mọi thứ ở đây. Có thể bản chất của lịch sử không khô khan, nhưng bản chất của người kể sử thì lại rất nhiều người khô khan. May mắn thay, bảo tàng lịch sử là một người kể sử lãng mạn.